Bài số 12 là một cái bài mà được lấy từ cái đề thi học sinh giỏi của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018-19. Cho cái hàng bậc 3 này để tìm m để cho nó đồng biến trong khoảng từ trừ 1 đến cộng vô cùng. Để cho nó đồng biến. Đơn giản này. Tập xác định là D bằng R rồi. Muốn nói đến chuyện đồng biến hay nghịch biến thì mình phải tính y phẩy. Y phẩy ta dễ đọc ra được. Nó là 4x bình cộng với 3 nhân với m cộng 1 nhân x cộng với chỗ này là 3m. Đúng không? Đến đây ta đi theo hai con đường. Con đường thứ nhất là chúng ta tận dụng cái y phẩy là một cái tam thức bậc 2, cái hệ số a dương. Đồ thị của nó một parabol. Vậy thì parabol như ta biết là góc nó nằm hoàn toàn phía trên trục hoành hoặc là tiếp xúc trục hoành tại một điểm hoặc là cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. Một khi nó đã nằm trên hoặc nó tiếp xúc thì y phải luôn dương, luôn là xin lỗi, luôn là lớn bằng không, và nó luôn lớn bằng không trên toàn bộ tập R thì hiển nhiên nó cũng sẽ lớn hơn bằng không trên gì, những khoảng từ trừ 1 đến cộng vô cùng. Chân ta chia là hai trường hợp. Trường một là y phải lớn hơn bằng không với mọi x của R. Điều này có nghĩa là delta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng không, thì dẫn đến là delta đây là 9 nhân với m cộng 1 tất cả bình phương đúng không? Trừ đi 4 AC theo 44 16 16 nhân với 3 36 48 trừ đi 48 à phải nhỏ hơn bằng không, kéo theo là 9 với 48 lại không chia hết được đúng không? Số to quá. 9 nhân với m bình cộng với 2m cộng với 1 trừ đi 48 à đó mà không ta được là 9m bình cộng với 18m cộng với 9 trừ đi 48 à đó mà không, hay là 9m bình chỗ này là 18 này với 48 thì còn trừ 30m cộng với 9 đó mà không. À, mình vứt 3 đi cho nó gọn nhỉ. 3m bình trừ 10m cộng với 3 nhỏ bằng 0. Thì mình ấn máy tính xem là cái phương trình 3m bình trừ 10m cộng 3 bằng 0 nó có mấy nghiệm. Cái là 3 này, A bằng 3 này, B là trừ 10 này, C là 3 này, một cái là 3 và một cái là 1 phần 3. Mà ta đang lấy m, lấy cái biểu thức này nó nhỏ nó không đúng không? Vậy thì m phải lớn hơn bằng 1 phần 3, nhỏ hơn bằng 3. Đấy. Đây. M lớn bằng 3, nhỏ bằng 3 thì y phải nó lớn bằng không với mọi x của cái r thì đương nhiên là nó cũng lớn hơn không với mọi x nằm trong khoảng từ trừ 1 cho đến cộng vô cùng. Thế cái trường hợp thứ hai là nó cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. Thì đây, để nó cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt đại khái như thế này, một điểm nó có tọa độ x1, một điểm có tọa độ là x2, thì trừ một ở đâu? À, nó đồng biến trong khoảng từ trừ trừ vô cùng cho đến x1, và từ x1 đến x2 y phải nó âm trên hàm đồng biến, từ x2 đến dương vô cùng y phải nó dương trên hàm đồng biến. Vậy bây giờ muốn cho nó đồng biến liền mạch từ trừ một cho đến cộng vô cùng thì trừ một phải ở đâu? Và trừ 1 nó phải từ đây đổ lên. Tất nhiên mình vẽ mình họa cho nó hơi vô lý một chút, trừ 1 vẽ là bên này đúng không? Cái parabol mình vẽ hơi lệch là thôi cái chuyện đó không sao, mình vẽ chỉ để minh họa. Tức là cái x2 nó phải, phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Đấy. Trường hợp thứ hai là phương trình y phải bậc không có hai nghiệm phân biệt. Và x1 nhỏ hơn x2 và nhỏ hơn gì? Trừ 1. Đúng rồi, à, nhỏ chừng rồi. Thì delta của chúng ta bằng delta mình vừa tính nhé. Delta phải lớn hơn không và cả hai nghiệm đều nhỏ hơn trừ 1 thì chúng ta có hai cái cách xử lý, một là cho x1 trừ đi trừ 1 tức là cộng với 1 nhân với x2 cộng với 1 phải lớn hơn bằng không để cả hai cái cùng nhỏ hơn 1 này. Cái thứ hai vì để cả hai cái cùng nhỏ hơn 1 thì chúng ta lấy x1 cộng x2 cho nó nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn trừ 2. Đấy, đến đây thì chúng ta tận dụng phương vi áp delta lớn không delta đâu nhỉ,
Đấy ta vừa mới có là delta nhỏ bằng 0 thì m nằm trong phạm vi từ 1 đến 3, 1 phần 3 đến 3. Vậy thì bây giờ m sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 3 ở với m sẽ lớn hơn hoặc bằng 3. Ta tận dụng cái không bằng được chứ. Họ sẽ bằng thì delta đang lớn hơn thôi mà. X1 nhân x2 này cộng với x1 cộng x2 này cộng với 1 nhân 1 là 1 lớn hơn 0. X1 cộng x2 nhỏ hơn trừ 2. Đến đây ta sẽ được là m nhỏ hơn 1 phần 3 hợp với m lớn hơn 3. X1 đến x2 thì bằng c trên a, tức là 3m trên 4 cộng với x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Đấy, tức là trừ đi 3 nhân với m cộng 1 trên 4 gì nữa nhỉ, cộng với 1 thì lớn bằng 0. X1 cộng x2 nhỏ bằng trừ 2, nhỏ hơn trừ 2, tức là trừ đi 3 nhân với m cộng 1 trên 4 nhỏ hơn trừ 2. Được chưa? Tôi giải cái hệ này được là m nhỏ hơn 1 phần 3 hợp với m lớn hơn 3, đúng không? Ở chỗ này ta quy đồng nó là 4 này thì 3m này trừ đi 3m này. Đấy. Trừ đi 3 này cộng với 4 này lớn hơn bằng 0 này. Ở đây ta sẽ được là cái này sửa thành dấu cộng, cái này cũng sửa thành dấu cộng thì cái chỗ này sẽ sửa thành lớn hơn. Tức là lớn hơn 3m cộng 1 lớn hơn 8 phần 3. M cộng 1 lớn hơn 8 phần 3. M nhỏ hơn 1 phần 3 hợp với m lớn hơn 3 này. 3m đây hết này. 1 lớn bằng 0 này hiển nhiên đúng này. Cái chỗ này là m lớn hơn 8 phần 3 trừ 1, tức 8 phần 3 trừ 3 phần 3 là 5 phần 3. Đấy. M nhỏ hơn 1 phần 3 hợp với m lớn hơn 3. Chỗ này thì 1 lớn hơn 0. Ok rồi. M lớn hơn 5 phần 3. Vậy tóm lại là m sẽ phải sao? M thế nào để thỏa mãn cả ba cái này? Là m phải lớn hơn 3. M lớn hơn 3 thì thỏa mãn đồng thời cả ba cái điều kiện này. Trường hợp 1 là m nằm trong khoảng từ trong đoạn từ 1 phần 3 đến 3. Trường hợp 2 là m lớn hơn 3. Vậy thì kết hợp cái sao này với cái hai sao ở đây của hai trường hợp này, sao và hai sao, thì mình suy được ngay là m chỉ cần sao lớn hơn hoặc bằng 1 phần 3 thôi là được. Đúng không? Đấy. Đấy là cái cách thứ nhất là chúng ta tận dụng cái tam tức cực hạn. Cái cách thứ hai là bây giờ mình đi cô lập cái tham số mà ta để ý là y phẩy của chúng ta nó bằng là 4 x xì bình cộng với 3 nhân với m cộng 1 nhân x xì cộng với 3m. Thì đây m là bậc 1 này, đây m cũng bậc 1 này. Khi mà hai cái cùng bậc với nhau như thế này thì chúng ta rất dễ cô lập, tức là tách riêng cái phần chứa m ra và phần chứa x ra. Cái này nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ trừ 1 cho đến dương vô cùng. Đấy, thì ta suy ra này. 4x xì bình cộng với 3mx cộng với 3x cộng với 3m lớn bằng 0. Suy ra là 4x xì bình cộng với 3x. Hai cái có m này, ta đọc cái nhân tử chung là 3m m ra ngoài thì trong còn x xì cộng 1 lớn bằng 0. Nhưng nhớ là x lớn hơn trừ 1, mà x đã lớn hơn trừ 1 thì x cộng với 1 nó sẽ phải thế nào nhỉ? Nó phải lớn hơn 0, đúng không? Lớn hơn 0 rồi thì ta sẽ rất thoải mái trong việc chia cả hai vế cho x xì cộng 1. Tức là 4x xì bình cộng với 3x xì lớn hơn bằng trừ 3m nhân với x cộng 1. Chia cả hai vế cho x cộng 1 thì ta sẽ được 4x xì bình cộng với 3x chia cho x xì cộng 1, đúng không? Lớn hơn bằng trừ 3m. Đấy. Thế thì bài toán trở thành là tìm cái x để cho 4x bình tìm cái m để cho 4x bình cộng 3x chia cho x cộng 1 ấy luôn luôn lớn hơn trừ 3m với tất tần tật mọi x nằm trong phạm vi từ trừ 1 đến dương vô cùng. Đến đây thì chúng ta lại đi khảo sát cái hàm fx bằng cái biểu thức phía bên trái đây.
là cái hàm fx bằng 4x xì bình cộng với 3x chia cho x cộng 1, dẫn đến là f phải x bằng 4x bình đạo hàm thì còn 8x này cộng với 3 này nhân với x cộng 1 này trừ đi x cộng 1 đạo hàm thì bằng 1 này trừ đi 4x xì bình cộng 3x này chia cho x cộng 1 thì phương này, hay là f phải x bằng 8x bình trừ đi 4x bình cộng 4x bình 8x cộng với 3x là 11x, 11x trừ 3x còn cộng 8x 3 trừ đi 0 thì còn cộng 3 chia cho x cộng 1 cả bình. Như vậy là dấu của f phải x chỉ phụ thuộc vào dấu của 4x bình cộng 8x cộng 3. Đấy, chúng ta mới tính giải cái phương trình là 4x bình cộng với 8x cộng 3 này. 4 này 8 này 3 này nó đang biểu hiện là âm 1/2 và biểu hiện là âm 3/2. Đấy, viết nháp là như vậy. Bây giờ mình kẻ cái bảng biến thiên, kẻ cái bảng biến thiên x trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng đi qua hai cái giá trị đặc biệt là trừ 3/2 và trừ 1/2. Tại trừ 3/2 và 1/2 đấy thì nó bằng 0. Tập xác định đây là x khác trừ 1 đúng không, trừ 1 nó nằm giữa này. Tại trừ 1 cả fx và fx đều vô nghĩa. Để fx trong khoảng nghiệm thì trái dấu với 2, tức trái dấu với 1, trên chỗ này là âm, chỗ này là âm, ngoài khoảng nghiệm nó dương. Làm đồng biến rồi lại nghịch biến rồi lại nghịch biến rồi lại đồng biến. Sau đó mình đi cắt cái đoạn mà mình muốn lấy. Nhá, đầu tiên thì mình cứ vẽ đầy đủ đã được. Sau đó mình cắt thì cái đoạn mà mình muốn lấy thì nó sẽ đỡ nhầm lẫn hơn. Đấy, cái đoạn nhỏ số 1 mình vứt. Thế thì nó nhỏ nhất là tại bao nhiêu? Tại âm 1/2. Còn cái nhánh này nó về đâu thì mình cũng không bận tâm. Nhưng đây nhỏ nhất là 1/2, âm 1/2 thì nhắc tại 1/2 nó bằng bao nhiêu nhỉ? Thay 1/2 vào đây mình lại tính lại khác thôi. 1/2 bình phương 1/4, 4 nhân 1/4 là 1. Đó. Trừ đi 3/2 chia cho âm 1/2 cộng với 1 đây là 1 nhá. Âm 1/2 và cộng với 1 thì thành 1/2. Như vậy là ta được âm 1/2 chia cho âm 1/2 thì đây là 1. Và cũng đừng quên là tìm lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng thì đây nó là cái bậc 2 chia cho bậc 1 mà. Thế khi x tiến đến vô cùng thì lim của fx là nó tiến đến dương vô cùng. Vậy chúng ta hiểu được là nó đi lên mãi. Và từ đây nó đi từ đâu xuống không quan trọng. Như vậy nó nhỏ nhất là trừ 1. Vậy thì để cho suy ra là cái biểu thức này luôn lớn hơn hoặc bằng trừ 3m thì trừ 3m sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Trừ 3m phải nhỏ hơn bằng trừ 1. Như vậy là được m lớn hơn bằng 1/3. Đấy. Thế là cái cách thứ hai nhé.